Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Ở bài trước chúng ta đã nghiên cứu cách giải thích quẻ số 58, đó là quẻ thuần đoài. Tiếp theo nội dung giải thích 64 quẻ dịch, thì hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu quẻ số 59, đó là quẻ phong thủy hoán. Cùng với đó là các ví dụ minh họa về việc vận dụng cách giải thích ý tượng của quẻ phong thủy hoán. Chúng ta đi vào nội dung bài học. Quẻ phong thủy hoán. Tôi lấy ý tượng đại diện là ly tán để neo cho ý tượng của quẻ hoán. Quẻ hoán có tượng là thủy ngộ phong tắc hoán tán chi tượng, tức là tượng nước gặp gió thì phải tan phải chảy. Cách giải thích thứ nhất của quẻ phong thủy hoán. Đây là cách giải thích tại sao quẻ hoán lại được xếp tiếp theo quẻ đoài. Đó là bởi vì đoài có nghĩa là vui vẻ, mà hòa vui tới cực điểm rồi thì sẽ ly tán. Vì vậy sau quẻ đoài đến quẻ hoán. Hoán có nghĩa là lìa, là tan tác. Cách giải thích này cho chúng ta thấy cái đạo lý là gì? Là có tụ ắt có tán và ngược lại. Hay là có sum họp thì cũng ắt có gì chia ly, bữa tiệc nào rồi cũng phải có lúc gì tàn. Đây là cái lẽ thường tình của đời người. Cách giải thích tiếp theo của quẻ hoán có 5 ý nhỏ. Ý thứ nhất 2.1. Trên là gió, thể hiện gì? Cái ý tưởng của thượng tốn. Dưới là mây, là nước, thể hiện cái ý tưởng gì của hạ khảm. Gió thổi trên nước hay là mây thì làm nước tan tác hay là mây tan rã ra, cho nên gọi là quẻ hoán. Ý nhỏ tiếp theo 2.2. Gió thổi thì nước chảy, nước trôi cảnh tan chảy. Gió thổi đây là cái ý tưởng của thượng tốn, thì nước chảy, nước trôi cảnh tan chảy là cái ý tưởng gì của hạ khảm. Chúng ta dùng cái hình ảnh cục nước đá tan chảy dưới gió nóng để chúng ta có thể hình dung cái ý tưởng của quẻ hoán, hay là hình dung cái cách giải thích này. Ý tiếp theo 2.3. Gió thổi cũng là cái ý tưởng của thượng tốn, làm lìa tan sự dính mắc. Sự dính mắc ở đây là cái ý tưởng của hạ khảm, thám hiểm. Như gió thổi rung cành lá, làm lá phải lìa cành, lá rơi rụng, lá bay xa cội gốc. Cái cách giải thích tiếp theo 2.4. Nước là cái ý tưởng của gì? Hạ khảm. Được gió là cái ý tưởng của thượng tốn. Nước được gió thì tan. Cây là cái ý tưởng của thượng tốn. Được nước là cái ý tưởng của hạ khảm. Tức là cây được nước thì thông, nên có thể hoán tán thân mình ra khỏi chỗ hiểm. Cách giải thích tiếp theo 2.5. Căng buồm xuôi gió là cái ý tưởng gì của thượng tốn. Tốn là gió mà nó là hành mộc, cho nên chúng ta cũng có thể hiểu là gì, là con thuyền, là căng buồm xuôi gió. Theo dòng nước chảy, nước là ý tượng của hạ khảm. Từ đó chúng ta có thể suy diễn ra được ý tượng của quẻ hoán thông qua 5 cái ý nhỏ giải thích nêu trên. Đó là gì? Hoán là phân rã, là tan rã, là tán ra bại sản, là cảnh biệt ly, là ly tán, là ly hương, là xa hương, là ly thân, là ly dị, là ly hôn, là phân biệt, là phân ly, là phân kỳ, vân vân. Cách giải thích thứ ba cũng có 2 ý nhỏ. Ý thứ nhất, trong lòng đầy mưu mô xảo quyệt.
Cái mưu mô xảo quyệt ở đây là thể hiện cái ý tưởng của nội quái là ở trong, nội quái khảm, khảm hãm hiểm là mưu mô. Bên ngoài và thuận theo, thuận theo là thể hiện ý tưởng của ngoại tốn. Đó là kẻ mưu mô, mưu kế, nham hiểm là kẻ gì? Tha hóa đạo đức. Cái ý nhỏ tiếp theo 3.2. Bề ngoài thuận nhập nhún nhường. Thuận nhập nhún nhường ở đây là cái ý tưởng của ngoại tốn. Che giấu mưu mô hiểm độc bên trong. Cái mưu mô hiểm độc lại bên trong, nó thể hiện ý tưởng của nội khảm. Cho nên làm chuyện ác thì người ta càng xa lánh, ít ai tới gần, thân cận. Vậy hoán nó có ý tưởng là gì? Là thất danh, là thất nhân tâm. Là gì? Là suy đồi đạo đức. Là nham hiểm, là hiểm độc. Cách giải thích tiếp theo cũng có hai ý nhỏ. Ý nhỏ thứ nhất 4.1, thuận nhập vào sự hiểm nguy. Thì thuận nhập ở đây là ý tưởng của quẻ gì? Ngoại tốn. Sự hiểm nguy ở đây là ý tưởng của nội khảm. Chúng ta lấy hình ảnh là vào hang bắt cọp để chúng ta có thể hình dung cái cách giải thích nêu trên. Vậy hoán nó ý tưởng là gì? Cái dạng người mà dám vào hang bắt cọp thì nó thể hiện gì? Cái sự can đảm, sự liều lĩnh, sự liều mạng là gì? Là bá đạo, vân vân. Ý giải thích tiếp theo 4.2. Vào chỗ hiểm nguy. Vào là thể hiện cái ý tưởng thuận nhập của thượng tốn. Nguy hiểm là thể hiện cái ý tưởng gì? Của hạ khảm, hãm hiểm. Vào chỗ hiểm nguy thì dễ bị làm sao? Lìa tan hồn xác. Từ đó chúng ta có thể thấy rằng là gì? Cũng là cái ý vào chỗ hiểm nguy đấy. Thì một là gì? Nó thể hiện cái ý tưởng gì? Can đảm, liều lĩnh. Nhưng mà vào chỗ hiểm nguy thì ông cũng cần phải đối mặt với cái rủi ro gì? Lìa tan hồn xác. Cách giải thích thứ 5, siết chặt bên trong, đè nén bên ngoài. Thì cái ý siết chặt bên trong là thể hiện gì? Cái ý tưởng hãm hiểm của nội khảm. Đè nén bên ngoài là thể hiện cái ý tưởng gì? Thuận nhập, nhập vào của ngoại quái tốn. Đây chính là cái hình ảnh gì đây? Là khi hết lực đè của lò xo xoắn, làm cái lực gì làm sao? Làm cái lực đè làm sao? Buông mạnh ra. Vậy hoán nó có ý tưởng là gì? Là bung ra, là buông lỏng, là giải phóng, là tự do, vân vân. Cách giải thích thứ 6, mồ hôi trong thân. Mồ hôi là thể hiện ý tưởng gì? Của nội khảm. Mồ hôi trong thân. Lìa thân xuất ra là hoán tán, đọng lại lấm tấm trên da. Đọng lại là thể hiện cái ý tưởng gì đấy? Của ngoại tốn. Tức là cái ý tưởng của gì? Của sự thuận nhập, nhập vào, nhập lên da. Nếu không kịp thời khô ráo mà nhập lại nước mồ hôi thì là bị làm sao? Nhiễm độc, cảm nhiễm, là trúng phong hàn. Trên đây là 6 cái cách giải thích ý tưởng của quẻ phong thủy hoán. Sau đây chúng ta đi vào từng ví dụ minh họa để chúng ta hiểu rõ cái cách giải thích ý tưởng của quẻ hoán. Ví dụ thứ nhất, nhà anh Ba Tảo cạnh nhà tôi mới mua cuộn băng tụng kinh Phật. Vì mới cho nên anh mở âm thanh rất là to để nghe đọc kinh. Ngay cả các nhà hàng xóm cũng đều nghe thấy. Thì vào buổi chiều nay trên đường đi về nhà thì tôi tự hỏi rằng là gì? Là mình về tới nhà thì còn nghe cái tiếng tụng kinh hay không? Do hỏi là giờ hoán tụng. Quẻ hoán tôi lấy tượng ly tán, quẻ tụng tôi lấy tượng bất hòa để neo cho ý tưởng của nó. Cái phạm vi tình lý cơ động ở đây là gì? Là cái tiếng tụng kinh Phật. Chúng ta đi vào phân tích. Đầu tiên chúng ta xét quẻ tụng.
là quẻ biến với ý tưởng là bất hòa. Thì rất rõ nét ở chỗ là gì? Tên quẻ là tụng, biểu thị là gì? Tiếng tụng kinh. Hoặc là cái cách giải thích của quẻ tụng là gì? Là nước mưa từ trên trời rơi xuống, chúng va chạm vào nhau phát ra âm thanh tiếng động. Do đó tụng nó cũng mang cái ý tưởng là gì? Là âm thanh. Từ đó chúng ta có thể biến cái ý bất hòa của quẻ tụng thành là gì? Là tiếng tụng kinh. Ở đây chúng ta thấy rằng vì cái ý tưởng của quẻ tụng nó trùng lập với nội dung của câu hỏi, cho nên chúng ta dùng cái quẻ hoán để trả lời cho cái câu hỏi là gì? Là còn nghe tiếng tụng kinh hay không. Chúng ta xét quẻ hoán thì với ý tưởng là ly tán, thì cái việc âm thanh lọt vào tai hay là không lọt vào tai, thì chúng ta thấy rằng âm thanh không lọt vào tai nó phù hợp với ý tưởng của gì? Của quẻ hoán, tức là ly tán. Hoặc có thể nói rằng là gì? Âm thanh không còn gì dính mắc vào màng nhĩ nữa, tức là cái âm thanh nó đã gì? Nó đã ly tán ra khỏi gì? Màng nhĩ. Do đó chúng ta có thể biến cái ý là gì? Ly tán thành là gì? Không còn. Từ đó chúng ta có thể nối ý tưởng hai quẻ lại, chúng ta được một câu trọn vẹn là gì? Tiếng tụng kinh, tụng đã không còn, hoán. Chúng ta chuyển sang ví dụ tiếp theo. Sau khi nghe tin con trai mình chơi với bạn bè xấu mà trích ma túy, thì bà Sáu rất là lo, và bản thân bà thì cũng chưa tin là con trai bà chơi ma túy. Vì Nghiệp là tên của con trai bà. Nghiệp, con bà, rất ngoan và học giỏi. Câu hỏi đặt ra rằng Nghiệp có trích ma túy hay không? Vào giờ hoán khảm. Cái phạm vi tình lý cơ động đây là cái tin tức trích ma túy của con trai bà Sáu. Chúng ta đi vào phân tích. Thì đầu tiên chúng ta xét quẻ hoán ly tán. Ở cái cách giải thích thứ ba ở trên thì chúng ta đã suy ra được quẻ hoán có ý tưởng là gì? Là thất danh, là thất nhân tâm. Từ đó chúng ta ánh xạ vào sự việc. Thì cái việc trích ma túy đó chính là cái việc xấu, biểu thị cái sự tha hóa về đạo đức. Nên chúng ta có thể biến cái ý ly tán của quẻ hoán thành là gì? Là tha hóa đạo đức. Chúng ta xét quẻ khảm, hãm hiểm. Thì khảm nó có ý tưởng là gì? Là con trai. Mặt khác, khảm nó có ý tưởng là gì? Là chất độc, là độc dược, là ma túy. Ma túy nó vốn là chất độc, nó gây nguy hiểm cho người sử dụng nó. Mặt khác, khảm nó cũng có tượng là gì? Là xuyên sâu vào trong, biểu thị cho cái gì? Cái việc tiêm chất ma túy. Do đó chúng ta có thể biến cái ý hãm hiểm của quẻ khảm thành là gì? Là con trai hoặc là trích ma túy. Từ đó chúng ta nối ý tưởng của hai quẻ lại, chúng ta được một câu là gì? Là con trai bà Sáu khảm, tha hóa đạo đức, hoán vì trích ma túy khảm. Tóm lại, bài học về cách giải thích và ví dụ minh họa về quẻ phong thủy hoán đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.